Sau đây Bích Ngọc sẽ hướng dẫn chi tiết hai bước nhảy Superdan cơ bản nhé. Ở bài này thì chúng ta sẽ kết hợp hai bước nhảy Superdan T-tap và Wingle. Và cái bước thứ ba là kết hợp giữa Wingle và T-tap. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào động tác đầu tiên nhé. Động tác đầu tiên sẽ là động tác Wingle. Rồi cùng bên cùng chân và đổi trụ đổi chân. Cả lớp cùng làm lại Bích Ngọc nhé. Chân phải trước. Bắt đầu 1, 2, 3, thu chân về, đổi 1, 2, 3, thu chân về. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bước sang thứ hai đó là động tác T-tap nhé. Động tác T-tap này thì mọi người thấy rất là quen thuộc rồi đúng không? Đổi chân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé. Chân phải trước, bắt đầu 1, 2, 3, thu chân về, 1, 2, 3, thu chân về. Làm lại một lần nữa nhá. Bắt đầu 1, 2, 3, thu chân về, 1, 2, 3, thu chân về. Tiếp theo chuyển sang động tác thứ 3, đó là sự kết hợp giữa Wingle và T-tap nhá.
2 nhịp wingle và 1 nhịp T-tap đẩy sang thu chân về. Đổi bên cũng như vậy. Nào, bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, thu chân về. 1, 2, 3, thu chân về. Rất là đơn giản phải không nào? Chúng ta làm lại nhé. 2, 3, thu chân về. Đổi. 1, 2, 3, thu chân về. Làm lại một lần nữa nhé. 1, 2, 3, thu chân về. 1, 2, 3, thu chân về. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết hợp 3 động tác vào với nhau nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Rồi, vừa rồi chúng ta đã kết hợp xong và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập liên hoàn nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lại từ đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Sau đây chúng ta sẽ kết hợp với nhạc nha.